các bạn nhé. Đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách làm đặc biệt là một đầu góc cần là Moon Rider Work á. Một số thông tin về đầu góc cần này, số tổng cung phát hành là 10 triệu, đã có 198 tập phẩm lên order và đã có sinh 436 lượt giao dịch. Giờ để tôi sẽ tạo truy cập vào link website của Lam Art nhé. Đi gặp website thì mình chỉ dẫn các bạn đúng không? Sau khi đã vào website của Lam Art 2 nhé, chứ không phải là nếu cùng các bạn sắp xếp các chất lượng. Trong cái mạng BSC thôi các bạn cứ vào đây để khả năng nhé, để phát xong các bạn đang làm lại để đồng tiền sau đó làm lại nhé. Thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Lam và các bạn thì được hướng dẫn những cái phần thưởng cần mới nhất trên mạng và đây sẽ cháy nhé. Ngoài ra trên còn nhiều sàn giao dịch cả cho các bạn tiền điện tử, các bạn có thể gọi đây để đăng ký và sử dụng nhé. Ok rồi, để chúng ta làm lại phần nữa nào, vẫn chưa được chạy không có mất thời gian của các bạn cứ làm theo hướng dẫn nhất của Lam và nó là hiển thị và khi ngay các bạn nhấp xác nhận để lấy thêm nhé, sẽ hiển thị lên bảng khi ngay các bạn nhấp xác nhận là được. Những bước khác thì đã được rồi đây và các bạn có thể hiển thị phải đọc cái tên và bật chuông thông báo để cập nhật cái video mới nhất thì mới nhất được. Video xin được kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video, chào và hẹn gặp lại các bạn.